Xin chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ sắp tới nhé. Kỳ thi giữa học kỳ sắp tới mình sẽ có 3 unit, unit 5, unit 6 và unit 7. Cô sẽ giới thiệu lần lượt các điểm ngữ pháp trong 3 phần unit này cho các bạn nắm lại nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần ngữ pháp WH question. We can use WH question to ask for detail information about things, people, events. Chúng ta có thể sử dụng câu hỏi WH để hỏi thông tin chi tiết về sự vật, con người hoặc là những sự kiện. Ở đây chúng ta có hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là hỏi câu hỏi là What the screen size? Cái kích thước của cái màn hình là bao nhiêu? Hoặc là các bạn có thể hỏi giá tiền với câu hỏi How much is this tablet? Cái máy tính bảng này giá bao nhiêu? Ngoài ra thì chúng ta còn có các câu hỏi như là How many? How long? How many thì dùng để hỏi có bao nhiêu đối với danh từ đếm được. Và how long thì chúng ta sẽ hỏi về bao lâu. Rồi, các bạn sẽ coi lại cái phần practice ở trang 46 trong sách Student Book của mình nhé. Rồi. Điểm ngữ pháp thứ hai đó là câu hỏi yes no question. We can use yes no question to ask about specific things. We ask them to get one of two answers, yes or no. Chúng ta có thể sử dụng câu hỏi có không để hỏi về những điều cụ thể. Chúng ta yêu cầu họ nhận được một trong hai cái sự trả lời, đó là yes hoặc là no. Nếu đồng ý chúng ta sẽ trả lời là yes và không đồng ý chúng ta sẽ trả lời là no. Chúng ta sẽ có hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất, Does this phone have a good screen? Cái điện thoại này có cái màn hình tốt không? Nếu có, chúng ta sẽ trả lời là yes it does. Và ví dụ thứ hai, nó có thể sử dụng dễ không? Is it easy to use? Không, không, không dễ sử dụng. No, it isn't. Như vậy ở đây chúng ta cũng lưu ý một điều, đối với câu hỏi yes no question thì chúng ta phải coi coi nếu chúng ta hỏi bằng động từ thường thì chúng ta sẽ trả lời là do hoặc là does, don't hoặc là doesn't. Còn nếu động từ to be, chúng ta sẽ trả lời là is hoặc là are, isn't hoặc là aren't. Được chưa các bạn? Các bạn sẽ cũng dở trang 46 ở sách Steven Book ra. Các bạn hãy xem lại tất cả những cái ví dụ mà cô đã cho làm trên lớp nhé. Điểm ngữ pháp thứ ba đó là điểm ngữ pháp comparative adverbs, trạng từ so sánh. Rồi, cô sẽ có 3 cái ví dụ cho các bạn ha. Kit box, battery last longer than frog foot. Ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, world moves more slowly than tsunami. Ví dụ thứ ba, GG completed the rescue task worse than Sparky. Như vậy, ở ví dụ thứ nhất, cô có cái cụm từ là longer than. Như vậy, chữ long thêm er và cộng với than, dài hơn. Cụm từ thứ hai cô có là more slowly than, chậm hơn. Như vậy cô không thêm er vào slowly mà cô phải dùng là more đứng trước slowly. Đối với hai âm tiết thì chúng ta thường dùng more đứng trước ha. Và ví dụ thứ ba là tệ hơn. Ở đây tệ là bad nhưng mà cô ở đây chữ bad trong lớp cô đã giảng rồi. Nó thuộc là dạng trạng từ bất quy tắc ha. Như vậy chỗ này nó sẽ là worse. Được chưa? Như vậy các bạn cũng nên dở lại sách ở phần so sánh hơn ở trạng từ ở trang 50 trong sách giáo khoa Student Book. Nó đã trình bày rất là rõ khi chúng ta khi nào chúng ta thêm er vào sau cái trạng từ, khi nào thì chúng ta thêm a không, khi nào thì chúng ta thêm mo ha. Và đặc biệt là trong sách ở trang 50 người ta cũng show cho mình những phần trạng từ ngoại lệ, ví dụ như là well thì sẽ là better,
Badly sẽ là worse. Far sẽ là further. Most many sẽ chuyển thành là more. Little sẽ chuyển thành là less. Early sẽ chuyển thành là earlier. Và các bạn sẽ xem lại những cái phần bài tập ở bên dưới nha. Cô đã cho các bạn làm rất là đầy đủ ở trong sách rồi. Rồi các bạn sẽ xem phần này ở trang 50 giúp cô nhé. Điểm ngữ pháp thứ tư đó là future symbol, thì tương lai đơn giản ha. Thì ở đây chúng ta sẽ học cái một cái điểm tương lai như thế này đây. We use the future symbol to make prediction based on our opinion. Chúng ta sử dụng tương lai đơn để đưa ra cái dự đoán dựa trên quan điểm của mình nha các bạn. Lần này mình sẽ học thị tương lai nhưng mình sẽ làm câu dự đoán ha. Chúng ta sẽ có công thức. Đối với câu khẳng định chúng ta sẽ có là subject cộng will cộng với verb không. Đối với câu phủ định chúng ta sẽ có subject cộng want cộng verb không. Và đối với câu hỏi chúng ta sẽ đưa will ra đầu, will cộng subject cộng verb không. Cái này cũng mình cũng đã học qua rồi ha. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ làm câu dự đoán. Ví dụ như là I think they will live on Venus. Tôi nghĩ là họ sẽ sống trên sao Kim. Hoặc là I believe that humans won't live on the moon. Tôi tin rằng con người sẽ không sống trên mặt trăng. Như vậy, tất cả hai cái ví dụ này đều dựa trên cái quan điểm của chính chúng ta ha. Rồi, như vậy ở đây chúng ta cũng có rất là nhiều bài tập trong sách rồi. Chúng ta hãy dở trang 56 và các bạn hãy xem lại cái phần bài tập về cái phần ngữ pháp này nhé. Điểm ngữ pháp thứ 5 đó là past continuous and past simple, quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn. Như vậy chúng ta sẽ có ghi chú. Describe an action that continues for a period of time in the past. Mô tả một hành động tiếp diễn trong một khoảng thời gian trong quá khứ. Thì lúc này đây, cái hành động diễn ra tiếp diễn trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Còn khi nào dùng past simple nè, introduce a story, then use the past simple to show the main event that interrupted the continuous action. Như vậy, cái hành động đang diễn ra, khi kể một cái câu chuyện, một cái hành động đang diễn ra, thì đó thì chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để diễn đạt cái sự việc chính và làm gián đoạn cái hành động đang diễn ra. Rồi, như thế này đây, ví dụ như đây là một cái trục thời gian từ quá khứ, hiện tại và tương lai, thì từ cái khúc cô vẽ cái đường cong như thế này nè, là cái đoạn này cô gọi nó là past continuous, là quá khứ tiếp diễn ha. Nó diễn tả hành động tiếp diễn trong một khoảng thời gian mà ở trong quá khứ. Như vậy nó đứng sau cái chữ nào, con thấy không? Rồi, và khi đó cái điểm, cái chữ x nè, là một cái điểm, một cái sự việc nó xảy ra trong quá khứ và làm gián đoạn cái hành động đang diễn ra. Như vậy cái hành động chính này nó diễn ra, nó làm gián đoạn, thì cô sẽ sử dụng thì past simple, được chưa? Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái ví dụ. Đây, ví dụ đối với past continuous chúng ta sẽ có cái công thức là was, were cộng verb in. Như vậy cô có I thì cô sẽ đi với lại I was doing my homework. When suddenly, I, ở đây, đây là quá khứ của chữ here, thì là heard a loud noise outside. Tôi đang làm bài tập về nhà, thì khi đó đột nhiên tôi nghe thấy một cái tiếng động lớn ở bên ngoài. Như vậy cái tiếng động lớn đó nó làm gián đoạn cái việc làm bài tập về nhà của tôi ha. Rồi, ở đây các bạn sẽ xem lại ở trang 56 các bạn nhé. Rồi, phần tiếp theo đó là phần possessive pronoun, đại từ sở hữu. Ở đây các bạn cũng đã có ghi trong tập rồi, đó là ba cột:
Cột thứ nhất là cột pronoun, những cái đại từ I, you, he, she, we, they, it, thì tương ứng với nó sẽ có những cột sở hữu, đó là tính từ sở hữu possessive adjective và possessive pronoun đại từ sở hữu. Như vậy ở đây cô sẽ cho các bạn ôm lại. À, tôi của tôi sẽ là my, mà cái của tôi sẽ là mine. You là bạn, à, của bạn sẽ là your, và cái của bạn sẽ là yours. He là anh ấy, của anh ấy sẽ là his, và đại từ sở hữu cũng là his, cách giống, cách viết giống nhau nha các bạn. À, she là cô ấy, của cô ấy sẽ là her, cái của cô ấy sẽ là hers, có chữ s ha. We, chúng tôi, cái của chúng tôi sẽ là our, cái của chúng tôi sẽ là ours. Đây là họ, của họ sẽ là their, và cái của họ sẽ là theirs. Nó, của nó sẽ là its, và đại từ sở hữu cái của nó cũng là its. Như vậy các bạn lưu ý he và it thì tính từ sở hữu và đại từ sở hữu giống nhau nhé. Rồi, ở đây cô cũng có ghi sẵn một số cái ví dụ. À, ví dụ ở đây cô có là my dream job is to become a doctor. Giấc mơ, à, cái nghề mà tôi mơ của tôi á là trở thành một bác sĩ. À, what's yours? Thay vì mình nói là what's your dream, nhưng ở đây mình thế cái chữ my dream. À, thay vì mình thế là your dream, thì mình chỉ cần nói là yours là mình sẽ hiểu, à, giấc mơ của bạn là gì. Và lúc này đây mình không trả lời là my dream nữa, mình chỉ cần trả lời là mine. Mine is to be a teacher. Cái giấc mơ của tôi là giáo viên. Rồi bạn C, bạn D cũng trả lời là à, giấc mơ của chúng tôi là trở thành nổi tiếng. Như vậy sẽ là our to become famous. Và tiếp tục, à, một đoạn nữa là hỏi là what's your sister's dream? À, giấc mơ của chị, của bạn là gì? Như vậy chị của bạn là cô ấy đúng không bạn? Như vậy ở đây mình không nói là, à, thay vì mình nói là my sister's dream is to be a singer, nhưng mà mình chỉ nói ngắn gọn bằng cách thế là my sister's dream bằng một chữ thôi là hers to be a singer. Sorry. Rồi, và giấc mơ của họ là gì? What's theirs? Và giấc mơ của họ là mở một cái nhà hàng. Theirs is to open a restaurant. Ha các bạn ha, nó cũng khá là đơn giản. Ha, đại từ sở hữu là nó thế cái tính từ sở hữu cộng với một động, một cái danh từ phía sau cái tính từ sở hữu nữa. Ha, nó sẽ, cái câu của mình nó sẽ được rút gọn ha các bạn. Rồi, ở cái phần này mình cũng có một số cái bài tập. À, một số cái bài tập ở bài số 7. Ở bài số 7 nha các bạn ha. Rồi các bạn sẽ dỡ ra trang 66, các bạn xem lại giúp cô nhé. Rồi, điểm ngữ pháp cuối cùng cũng là điểm ngữ pháp khó nhất ha các bạn. Đó là dạng reported speech for statement, câu thường thuật dạng statement, dạng câu, cô nói. We can use reported speech to repeat what people said in the past in our works. Chúng ta có thể sử dụng câu tường thuật để lặp lại những gì mà người ta đã nói trong cái quá khứ bằng cái lời nói của mình. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn những cái ghi chú cần để mình chuyển một cái câu từ trực tiếp sang gián tiếp. Mình sẽ cần đổi những cái việc gì nhé. Rồi, các bạn sẽ xem. Rồi, đây là những cái lưu ý mà chúng ta sẽ chuyển một cái câu tường thuật dạng lời nói. Trước khi chúng ta chuyển thì thường là chúng ta bắt đầu bằng cụm từ là subject cộng với lại set hoặc là set đáp. À, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng là subject cộng son cộng object cộng đáp. Ha, ở đây đáp nằm trong ngoặc đơn, có nghĩa là có hoặc là không có. Để chúng ta muốn nói về cái chủ thể đó đang nói về cái việc gì. Cái việc thứ hai là khi chúng ta đổi trong câu ở dạng hiện tại thì chúng ta sẽ chuyển nó về quá khứ. Ví dụ như là the living room has.
expensive sofas. Chúng ta sẽ chuyển nó về câu quá khứ bằng cách là chúng ta ghi cái cụm từ đầu là he said that. Rồi, bắt đầu đổi nè. The living room had expensive sofas. Chuyển chữ has về thành chữ had. À, anh ấy đã nói rằng phòng khách đã có những cái sofa rất là đặc biệt. Rồi, việc thứ ba nữa là khi chúng ta gặp chữ can thì chúng ta sẽ lùi về chữ could. À, ví dụ như my brother can play the drums thì chúng ta sẽ chuyển lại thành là she said that. Chữ my mình sẽ chuyển tương ứng với người nói sẽ là her brother, và chữ can mình lùi về là could play the drum. À, cô ấy đã nói rằng anh trai của cô ấy biết chơi trống. Và phủ định thì chúng ta cũng làm như vậy thôi. Can't, chúng ta sẽ chuyển thành là couldn't. I can't sing, mình sẽ chuyển thành là he told me that he couldn't sing, right? Rồi, các bạn lưu ý những cái chỗ in đậm ha, là những cái chỗ mình chuyển đó. Rồi, mà cái cuối cùng là chúng ta chuyển những cái đại từ và tính từ sở hữu để nói lên cái góc nhìn, cái góc nhìn và cái ý của cái người mà tường thuật lại ha. Ví dụ như là I don't like my brother's house, tôi không thích cái ngôi nhà của anh trai của tôi, thì sẽ tường thuật lại bằng cách là she said that. Bắt đầu chúng ta sẽ chuyển đây. Rồi I chuyển thành she. Could, don't lùi về sẽ thà là didn't. Viết lại like. My sẽ chuyển thành là tính từ sở hữu tương ứng của nó sẽ là her, tại vì she là con gái mà. Như vậy tương ứng của nó sẽ là her brother's house. Viết lại, chúng ta sẽ có một câu hoàn chỉnh. She said that she didn't like her brother's house. Cô ấy nói rằng cô ấy đã không thích ngôi nhà của anh trai của cô ấy. Ha, nó để chuyển một cái câu tường thuật thì chúng ta cũng cần kết hợp nhiều yếu tố và chúng ta phải học bài. Ha các bạn. Rồi cô sẽ cho các bạn làm một số cái bài tập nhỏ để các bạn củng cố lại phần này nhé. Đây chúng ta có một cái bài tập nhỏ nhỏ ha. Bài tập thứ nhất là hai bạn. I ride horses in my free time. Lúc rảnh rỗi thì tôi cưỡi ngựa. Như vậy thì là William sẽ tường thuật lại bằng cách là he said that. I chuyển thành là he. Nha các bạn. Rồi ride, quá khứ của ride sẽ là rode. Rồi viết lại horses in, chữ my sẽ chuyển thành là chữ his free time. Viết lại, cô sẽ có he said that he rode horses in his free time. Rồi chúng ta sẽ làm câu số 2. Rồi ở đây my father doesn't like expensive car. Cha của tôi thì không thích những chiếc xe hơi đắt tiền. Rồi William sẽ tường thuật lại. She told me, cô ấy đã nói với tôi. Ha, như vậy my father mình sẽ chuyển thành gì các bạn? Rồi ở đây mình sẽ chuyển tương ứng của nó sẽ là her father. Rồi doesn't lùi về một thì sẽ là didn't like. Viết lại expensive car. Viết lại ha. Ví dụ thứ ba, I'm not a celebrity. Như vậy ở đây tôi không phải là người nổi tiếng. Như vậy ở đây William sẽ tường thuật lại bằng cách là he said. Tại vì Alex là con trai, như vậy là he said I sẽ chuyển thành là he. Và quá khứ của nó sẽ là he wasn't. I'm not chuyển thành là wasn't. Số 4. Rồi, my best snake is dangerous. Cái con rắn cưng của tôi rất nguy hiểm. Như vậy là Andrew, như vậy chỗ này sẽ là he. He told me that. My best, mình sẽ chuyển lại hả gì? Con trai, như vậy tương ứng của nó sẽ là his best snake. Chữ y mình sẽ chuyển lại là thành chữ quá khứ là was, lùi về một thì. Ha. Số 5. I can't fly a helicopter. Tôi không có thể bay, lái cái chiếc trực thăng. Như vậy chỗ này sẽ là she, Jenny mà. Như vậy là she said that. Bắt đầu mình sẽ chuyển, ai sẽ tương ứng với lại là gì? Rồi
Chữ can't chuyển thành gì? Ha, đúng rồi, chữ I chuyển thành chữ C, chữ can't chuyển thành chữ couldn't. Fly viết lại ha. Cô ấy nói rằng cô ấy không có biết lái cái chiếc trực thăng, được chưa? Rồi, các bạn coi lại nha, củng cố lại phần này giùm cô nhé. Rồi, nãy giờ cô đã điểm qua những điểm ngữ pháp từ bài 5, 6, 7 cho các bạn nắm. Và các bạn cũng xem lại hết tất cả nội dung bài đọc, tất từng tận ha. À, nội dung bài 5, 6, 7 lại giúp cô nhé. Và sau đây cô sẽ giới thiệu cái phần quan trọng nhất là cái phần viết câu. À, các bạn hay bị gặp vấn đề ở phần này. Thì ở đây cô sẽ giới hạn lại cho các bạn 4 dạng viết câu. Dạng thứ nhất đó là dạng reported speech chúng ta mới vừa được cô nhắc lại. Dạng này cô sẽ cho ví dụ như sau. Ví dụ cô cho một câu là My name is Mia, she said. Thì chúng ta sẽ tường thuật lại thôi như hồi nãy giờ mình làm. She said that. Chữ my chúng ta sẽ chuyển thành là chữ her, lý do là she. Name viết lại, is mình lùi về một thì, đó là was. Viết lại Mia là xong. Như vậy ở câu này chúng ta sẽ chuyển hai ý, đó là her và was. Rồi, dạng thứ hai đó là dạng comparative adverb, dạng so sánh trạng từ. Dạng này thì mình đã làm ở dạng 15 phút rồi. Dạng này cũng khá là dễ. Ví dụ như cô cho là Red Boss thì hoàn thành cái nhiệm vụ nhanh hơn là Black Boss. Thì ngược lại thôi, cô cho Black Boss hoàn thành nhiệm vụ chậm hơn Red Boss ha. Quan trọng là các bạn biết từ trái nghĩa của nó là từ gì. Rồi, dạng thứ ba đó là dạng although sẽ chuyển thành là but. Cô cho dạng này thế này. Ví dụ cô nói là although I was tired, I finished my work. Mặc dù tôi mệt, tôi đã kết thúc cái công việc của tôi. Thì mình sẽ viết lại tôi mệt nhưng tôi đã kết thúc cái công việc của tôi. Như vậy hai câu này ý như nhau các bạn ha. Rồi, dạng cuối cùng đó là dạng possessive pronoun. Đại từ sở hữu. Như vậy dạng này thì cô cho dạng viết lại câu như thế nào đây? Ví dụ như cô cho my dream is to be a doctor, yours is to become a game designer. Giấc mơ của tôi là trở thành một bác sĩ, còn giấc mơ của bạn là trở thành một cái người thiết kế game. Thì cô sẽ cho gợi ý trong hoặc đơn sẽ là chữ my. Như vậy ở đây các bạn sẽ viết lại bằng cách nào đây? Như vậy của tôi là my. Như vậy ở đây các bạn sẽ đổi ngược lại ha. Đổi ngược lại giấc mơ của tôi là doctor thì các bạn sẽ đưa ra đằng sau. Cô sẽ ghi lại là your ra đằng trước là your dream. Thì tại vì cái phần mà tính từ với lại danh từ mình phải đứng trước, cho nên là mình sẽ chuyển nó ra đằng trước là your dream is to become a game designer. Lúc này đây mình mới chấm, mình mới dùng được chữ my là mine is to be a doctor. Như vậy các bạn sẽ thấy cái chữ màu xanh lá là chữ yours. Thì lúc câu ở dưới cô sẽ chuyển, cô tách nó ra là your dream. Còn cái câu xanh dương khi cô chuyển nó ra làm sao, cô không dùng là my dream nữa mà cô dùng là mine. Các bạn ha. Rồi, các bạn xem lại. Trong lớp cô cũng sẽ cho các bạn làm vài dạng cho các bạn quen trên lớp nha. Rồi, sau đây là cô sẽ kết thúc cái bài ôn tập của cô. Cô chúc các bạn sẽ ôn tập thật tốt, làm bài thật tốt để có được cái điểm cao trong kỳ thi giữa học kỳ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.